Hello quý vị. Ở xa xa đó, cái quán đó mình để ý lâu lắm mà mình chưa có dịp ăn nữa. Thì cái quán này là nó ở ngay chỗ cái chùa Cao Đài các bạn. Giờ mình tiến hành mình vô quán này các bạn ơi. Hôm nay mình thấy bản để mà mình chưa vô review quán này bao giờ. Thì, đây là cái góc đường này các bạn. Vô hết. Xuống cái dốc, cái thang dốc. Nằm trong dốc thì không. Cũng có khách ra đây quý vị. Đây trong hẻm đây xóm. À, bún mì. Cha mày. Tao ăn bún cho đi qua đi. Đi qua. À. Thực đơn thì có mì khô, mì nước, bún. Bún bề bề, cái món gì là chưa ăn bao giờ các bạn. Thì giá thì thực đơn thì để giá sẵn hết rồi. Thập cẩm thì 45k ha. Mì thêm 5k. Vậy mình ăn mì các bạn. Mình không hảo bún luôn. Mì một tô mì khô, một tô mì nước. Rồi mình làm tô mì khô, tô mì nước đi. Bán bún mì. Chủ quán. Tô nhiều lắm. Tô mì khô ăn trước đi. Mì gì? Mì khô đi. Mì là mì gì? Mì khô. À. Rồi rồi, mì khô đi. À, mình ngồi chung với chị luôn. À, tô này hơi bị nhiều rồi nha. Tính là ăn hai tô mà thấy hơi bị nhiều. Ủa nhà ở đây hả? Dạ. Em bán á. À. Chị Tư này phải hả? Má đi mua bánh phải. À, mua bánh hả? Gia vị cái
truyền hình đủ thứ chuyện trên là bà đi bển rồi bà bơm lúa gì ha không lần có giá nằm trong này mới ngon quá con ơi, mà chắc mình biết được con công tức chắc bạn không làm tốt tao luôn nè đây cô còn cô này giống con mình kêu gì ngập ngập cái gì nhưng mà câu này cần nó mì thì cứ mì không ơi
này giống mấy con chim chép nổi gì. Thì mấy con chim chép à, ăn chim chép thật, nó luộc nhiều ghê. Đợi gói mì không ra nữa mình tém hết luôn. Ờ sao cũng được. Đây. Không khỏi đi. Ừ. Này hương vị nó khác các bạn, hương vị nó có xả, cái giọng khô sao. Đây hơi mũi quá. Bây giờ mũi không à? Sắp tối rồi mũi lắm. Cái này con hến nữa. Muốn muỗng là có hết. Ừ. Nhỏ ha, không gạo. Hết muỗng. Gấp cái này hấp muỗng, gấp cái hấp muỗng. Các bạn ăn này các bạn để bụng đói rồi ăn ngon. Có hai khẩu vị các bạn.
khỏi lo bắt ngạn. Cái ngạn hút mẹ cái nước lèo nữa. Cái này mình gói nữa các bạn. Tiêu tiêu nhiều quá cay. Mình tưởng là cái tô này ít giống như bữa mình ăn ăn bún đậu các bạn. Ôi tô này nó nhiều quá, ăn có mì thêm nữa thôi. Ăn mì ra con. Mày hả? Hả? Chạy cháu dịch đó. Thấy đủ cái gì vậy? Bây giờ mình xin đến tạm dừng lại đây ha, có gì. Mình chào mọi người và chúc mọi người theo dõi video được vui vẻ và thư giãn.